TechSound Việt Nam, showroom trải nghiệm âm thanh cao cấp, tọa lạc tại địa chỉ số 7 dãy B2, shop house 24 giờ Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, với các thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới nhằm đem lại sự trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Hotline liên hệ 0942 979696, 0933 469 555 hoặc truy cập website techsound.vn. Ok, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông của TechSound Việt Nam. Và mấy hôm nay thì chúng ta lên rất nhiều các model loa về loa full rồi. Và ngày hôm nay thì các bác cùng em đi review đánh giá chi tiết và khám phá xem là một nhân vật mà phải nói là rất ấn tượng. Mà khi mà chúng ta nhắc đến nó, khi mà chúng ta kết nối với nó, khi chúng ta vận hành với nó thì chúng ta đều cảm giác thăng hoa, đều cảm giác được feeling hơn, cảm giác được sung sướng hơn và cảm giác là muốn lắc lư luôn. Đó chính là subwoofer. Wow. Trước mặt các bác đây chính là hệ thống subwoofer DNB Audio Technic nằm trong series XS của chúng ta. Đó chính là model 18S-Sub. Tại sao cái tên gọi của nó chính là 18S-Sub? Thì đồng nghĩa với việc đó là bát loa 18 inch, tương đương với là một chiếc loa có kích thước là bát 50. Và đuôi S của nó chính là đuôi series XS, hay gọi là series S của chúng ta. Vậy là với cái giải series XS của chúng ta thì chúng ta sẽ có duy nhất hai mã, một là 12S sub và hai là 18S sub luôn. Không có 15S sub các bác nhé, không có 15S sub, cũng không có 10S sub. Vậy thì chúng ta chỉ có 12 và 18S sub. Và ngày hôm nay em review cho các bác một mẫu sub có kích thước đơn lớn nhất của DNB dòng XS. Nếu như nhìn vào thoạt bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy là cái thiết kế về mặt ê căng hay là mặt lỗ thoát hơi phía trước, chúng ta sẽ thấy giống nha nhá, giống y chang cái phần là cái phần full range 12S. Hôm trước em có giới thiệu cho các bác. Cái lỗ thoát hơi ở đây cũng được làm một cái lỗ lưới nhỏ hình tròn, và bên trong đó là một cái lớp mút giúp chúng ta có thể là chống bụi, chống ẩm và được chống được cả nước với tiêu chuẩn kháng nước là IP54. Nếu như mà một chiếc loa full range thì chúng ta có khá nhiều điều để chúng ta bàn luận cũng như là để nói về nó, bởi vì trong đó nó còn rất nhiều cấu tạo về phân tần, về driver, bass, driver trap, rồi các góc mở định hướng các kiểu khác nhau. Thì với subwoofer, chúng ta lại có quá ít điều để chúng ta nói về nó. Chủ yếu, nếu nói về subwoofer, chúng ta sẽ nói về đầu tiên về cái ngoại hình bên ngoài, nó có lớn không, nó có to không, nó có nặng không. Và quan trọng nhất về cuối là chúng ta quan trọng về cái hiệu năng đem lại. Nó có thật sự đã không, có thực sự ấn tượng không, chơi tiếng sub nó có thực sự là nghe nó có thích không, và nó có bị mệt hay không. Thì cái phần subwoofer này rất rất quan trọng các bạn nhé. Full range đã quan trọng rồi thì nay subwoofer lại còn quan trọng hơn. Trước mặt các bác đây chính là một chiếc subwoofer DNB Audio Technic 18S sub. Vừa nãy thì chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu sơ qua về bên ngoài một chút rồi. Còn đây là cái toàn bộ cái kích thước sub của chúng ta. Thông thường thì một kích thước mà chuẩn thì các bác có thể vào website, em có để được phần đường link ở dưới mô tả, các bác có thể vào xem thông số kỹ thuật kích thước một cách chính xác nhất có thể. Và ở đây thì em sẽ thông thường, em sẽ dùng cái găng tay của em để em mô tả cho các bác rất dễ hình dung. Với chiều cao của chiếc subwoofer này chúng ta sẽ có là đâu đó được khoảng 2.5 inch, chiều cao 2.5 inch. Bề sâu của chúng ta sẽ có 1, 2, 3, tầm 3.5 inch. Tức là bề sâu của chiếc subwoofer 18S này khá là sâu, khá là sâu. Và cái bề ngang, cái bề ngang thì em cũng thấy là nó tương tự với bề cao, gần rất giống nhau, 1, 2, nó tầm 2.5 inch. Vậy là cái bề ngang của chúng ta gần như là tỷ lệ tương đối với chiều cao, có mỗi chiều sâu của chúng ta là rất là sâu thôi. Đương nhiên sâu như này thì cái áp lực khi mà chơi âm thanh nó đẩy ra khá là mạnh, và cái tiếng trầm của nó cũng có lẽ sẽ được xuống tốt hơn nữa. Và cái chất liệu nào ở đây thì chắc chắn là dùng gỗ của em, và phủ lên đó là một cái nước sơn ở đây, là sơn nhám. Với cái cấu tạo về nước sơn phủ lên như thế này thì hầu hết là chống chịu với mọi loại thời tiết, và có khả năng là nó rất khó xước. Chiếc loa này em thấy cảm giác là làm xước được nó là hơi khó. Bởi vì thông thường những cái thương hiệu DNB Audio Technic này thì đến từ Đức thì chúng ta sẽ thấy là cái độ trì của nó như nào rồi. Các bác công nhận với em không? Trước đây chúng ta có pho có tích cũng là trì lắm rồi đúng không? Làm xước được cái loa không thể luôn ấy. Với chiếc subwoofer nó lớn như thế này thôi, nó to như thế này, thật ra để vào một cái phòng và một góc em thấy rất là gọn.
Và cái cân nặng của nó thì lại hoàn toàn ấn tượng. Một chiếc phút như thế này mà cân nặng của nó là chỉ có 32kg thôi. Bình thường một người cũng bê được. Bê tốt luôn. Em bình thường một mình em bê được cái này có 32kg thôi. Tại sao nó lại nhẹ đến thế? Bởi vì theo em được tìm hiểu ấy, cái gỗ làm của chiếc toàn bộ loa D&B Authentic toàn bộ luôn ấy rất đặc biệt. Cái hiệu năng đem lại, ví dụ như chất âm đem lại từ cái vỏ thùng họ cấu tạo ra tuyệt vời rồi, nhưng cái nặng của cái thùng ấy, gỗ này ấy, rất là nhẹ. Không hiểu là họ làm như thế nào mà lại cái gỗ này lại rất là nhẹ các bạn nhé. So với các thương hiệu khác bê rất là nặng, nhưng mà với D&B Authentic thì cái thùng nó rất là nhẹ. Tiếp đến nữa thì đây là cái mặt sau. Mặt sau của chúng ta. Mặt sau của chúng ta đúng là chẳng có cái gì luôn các bạn. Đúng là em nói rồi, về cái subwoofer chúng ta không có cái gì để bàn đấy. Chúng ta chỉ có một cái khu vực để kết nối cái cổng cơ bản ở đây thôi. Các bạn có thể nhìn thấy thì ở đây chúng ta có một cái cổng cơ bản là NL4. Và tiếp đến nữa là chúng ta có thể cắm dạng là kẹp dây vào đây luôn. Chúng ta không cần phải NL4 nữa. Thế thôi, chúng ta cũng không có gì. Và bây giờ cái điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá ở bên trong. Nó có cái gì mà nó lại hay đến thế, nó có gì mà nó lại tuyệt vời đến thế, đúng không các bác? Và chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá thông số kỹ thuật, cũng như là cái hiệu năng, khả năng phối ghép và vận hành như thế nào các bác nhé. Và đây, trước mặt các bác đây chính là cái driver bass 18 inch, tương đương với bass 50. Và để tháo được cái driver bass này ra rất đơn giản các bác. Thông thường nếu như mà một cái bass 50 mà nó lớn như thế này, mà nếu như mà cái củ từ ở trong mà bằng ferrite đi thì rất là nặng. Phải nói từ rất là nặng. Một người bê nhấc lên không nổi luôn ấy, nặng lắm. Nhưng với chiếc này thì một tay em các bác có thấy không? Nhẹ nhàng không ạ? Rất nhẹ nhàng. Tại sao nó lại nhẹ thế này nhỉ? Đó chính là đây. Các bác thấy thế nào ạ? Đó chính là neodymium. Và nhìn thoạt qua đây chúng ta sẽ thấy rằng là chắc là cấu tạo này thì mang vóc dán của thương hiệu nào nhỉ các bác nhỉ? Củ bát chúng ta, nếu là full, hôm trước em ra cái dòng full ấy thì 12S thì chúng ta sẽ thấy là của BNC rồi. Và với phần subwoofer này thì chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến Phyto Pro. Đây. Đương nhiên không phải là cái củ bát Phyto nào lắp vào đây nó cũng ra được cái này đâu. Các bác nên nhớ là như vậy, Phyto thì Phyto, nhưng mà đây là hãng, họ đặt riêng, họ om riêng riêng luôn. Khi mà lắp vào cái thùng này thì cái chất âm đem lại nó sẽ là như vậy. Mặc định luôn cũng đã là ok lắm rồi, nhưng mà cũng là driver của Phyto, nếu mà bán rời bán lẻ ở ngoài ấy thì chất âm nó cũng bình thường thôi các bác ạ. Đấy. Dù sao thì họ cũng phải tính toán làm sao cái chất âm hay là cái đáp tuyến equalizer phải phù hợp nhất với cái sound của họ, hay là cái chất âm đem lại, hay cái SPL, hay gọi là cái performance nó đem lại nó phải hiệu quả nhất. Và họ sau đó họ đưa cho một cái đơn vị sản xuất driver này, ông sản xuất cho tôi cái loa mà theo cái tiêu chuẩn của tôi đặt ra. Và đơn giản thôi. Ở đằng sau thì chúng ta sẽ nhìn thấy là sẽ có những, chỉ có duy nhất đó là một cái serial number này thôi. Serial number này. Chứ ngoài ra chúng ta cũng không có cấu tạo gì cả. Các bác nhìn thấy. Rất đơn giản đúng không? Rất đơn giản. Và nhìn thế này thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Mấy con subwoofer của Nexo ấy, mà dòng LS18 ấy, thì driver bass em thấy nó kiểu như thế này. Nhưng mà cái chất âm nó lại khác nhau. Đấy, bởi vì mỗi hãng đều có một cái preset cũng như là cái đáp tuyến khác nhau. Nhưng cái điều đặc biệt của sub D&B, em nói từ đặc biệt của sub D&B, với những cái chiếc subwoofer khác, các bác khi mà các bác chơi một cái tiếng bass hay là tiếng bass kick drum thì nó có thể làm ra cái tiếng gầm gừ ở phía sau, hay là cái đoạn mình gọi là từ rền đi, gầm gừ thì chúng ta ở phần phía trước rồi, cái phần rền ở phía sau ấy. Nếu như mà nghe một cái thể loại mà dạng chúng ta chơi disco hay là remix đi thì cái phần subwoofer phía sau chúng ta cần phải gọn, đánh nó phải lực, đánh nó phải ra một phát và vào ra vào là phải rõ ràng, đánh phải lực đúng không? Thì với D&B làm cực kỳ tốt luôn. Em nói là từ làm rất tốt luôn. Với sub D&B đánh rất chắc. Nếu như mà chúng ta sẽ cùng nhau mà chơi những cái bản nhạc mà như vừa xong em nói thì chúng ta không còn gì để chê cả. Bởi vì sao? Chiếc subwoofer D&B Authentic này có một cái giải tần đáp ứng cực kỳ ấn tượng. Nó có thể xuống đến 37Hz và lên tối đa là 140Hz. Nên là vấn đề là khi mà chúng ta crossover thì phải nói là cực kỳ đỉnh. Với thông thường một cái chiếc subwoofer thì chúng ta sẽ thấy là gì? Chiều sâu chúng ta không nói, cái sâu ấy, nó có thể xuống 35, 30, 32 hoặc 40 thì gần như là cái tai chúng ta cũng không cảm nhận quá nhiều. Nhưng cái rền ấy
cái gầm gừ ấy, mình nói là cái gầm gừ ở phía trước nghe nó sẽ thấy, càng xuống sâu thì càng nghe cái đấy, thậm chí là nội thất còn rung lên cơ. Nhưng cái đuôi phía sau, cái đuôi phía sau mà nếu như mà bình thường một chiếc super sát nó có thể lên đến 250 Hz, thì lập tức là cái đuôi rền phía sau nó sẽ có, nhưng với DNB thì đuôi rền gần như nó bị gọt đi luôn, đánh cho phẳng luôn, đánh có nghĩa là chắc luôn, ra phát nào đấm ra phát nào là gọn phát đấy. Đấy là cái điểm lợi thế của cái phần subwoofer của DNB Audio Technique. Vậy thì nếu như mà DNB Audio Technique thì chúng ta chơi subwoofer của nó thì chúng ta chơi những cái dòng nhạc mà các bác đang yêu thích tại Việt Nam như ba bắp lao vũ trường mà đả các loại subwoofer này thì thật sự là quá ấn tượng kinh khủng. Mà gia đình nếu như mà các bác thích chơi những cái dòng nhạc mà dạng mà Vina House bây giờ thì hết nước chấm các bạn. Amazing, good job em. Kiểu dạng như vậy. Tiếp đến nữa thì chúng ta sẽ nói đến cái khả năng kết nối. Với khả năng kết nối của sub DNB Audio Technique, chúng ta sẽ kết nối với chỉ duy nhất là Amplify Audio DNB Technique. Đương nhiên chúng ta sẽ sử dụng được những cái dòng amplifier như sau: 10D, 20D, 30D và D80. Vậy là với khi cái hệ thống loa subwoofer 18S sub này của DNB kết hợp với chiếc 10D thì chúng ta sẽ ra được 129 dB. Nhưng khi chúng ta kết nối với hệ thống amplifier như là D20, 30D hay là D80, chúng ta sẽ ra được 132 dB peak. Vậy là cứ giữa 10D với các model còn lại thì chúng ta vênh nhau 3 dB. Và trên mỗi chiếc kênh của chiếc Amplify Audio Technique chúng ta sẽ chạy được hai chiếc loa subwoofer này. Bởi vì cái công suất tiêu thụ hay gọi là cái năng lượng tiêu thụ của chiếc subwoofer DNB Audio Technique này là 400W/ms và peak là 1600W. Vậy là cái năng lượng tiêu thụ cũng khá là ít thôi, cũng không quá nhiều. Đó, đó là toàn bộ về cái thông số kỹ thuật, ngoại hình bên ngoài và khả năng kết nối cái hệ thống amplifier DNB Audio Technique với loa sub 18S sub này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm chiếc subwoofer này xem cái chất âm nó đem lại như nào và khả năng cái áp lực của nó đem lại như nào nhá. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm. Oh,
Breathe out.